trường học. Trường học. Rồi, hôm nay sẽ có một bài đàm thoại nữa. Hôm nay sẽ có một bài đàm thoại là nhờ người khác giúp đỡ chỉnh vẽ bản thân mãi. Con nhìn cô hãy viết một lần và con hãy sẽ dừng lại để cho con viết.
không cho một bọn làm nặng lắm. Và bây giờ con biết phương. Bây giờ dịch nha.
nhờ người khác giúp đỡ. Rồi, con có muốn dịch không? Rồi, Tiểu Phương. Bạn có rảnh không? Có việc gì không? Có thể giúp đỡ tôi không? Có thể giúp tôi một tí không? Được. Hiện tại tôi đang rảnh. Tôi có thể giúp bạn. Cảm ơn. Không có gì. Rồi, mình đã kết thúc một đoạn đàm thoại ngắn. Bây giờ mình sẽ qua đoạn đàm thoại thứ hai. Con nhớ chữ lão che không? Xong rồi con mới biết nha. Nhìn lên bảng để còn hiểu cách viết nha.
tháng chọn ngành phải thứ hai.